Sủa này này, sủa chơi. Sủa chơi đấy. Sủa lên tivi. Đó, em cái này. Ba em cọc. Đực 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 đực. Ôi xời. Lồi thích lên tivi. Quay video cái là mẹ nhảy vào cùng với lại con ngay. Hả? Cho nó ấy đi. Chưa quay... có chú ở đây là nó lại con đúng nào rồi. Muốn quanh vào là lại bụp nhau. Lại bụp nhau đấy. Để đi về đã. Ôi, mấy con cho con này một đoạn ngắn để cho nữa. Nào thôi lồi đi ra để quay con lồi đây nào. Đây là thằng Đực này. Đó. Ừ. Cái này. Bọn này là cái lưỡi của chúng nó nhá. Càng trưởng thành thì các cái mảng đen gọi là đốm lưỡi này nó càng nhiều lên nhá. Chứ nó không phải nó cứ như thế này đâu nhanh nhá. Nó lớn lên là cái mảng lưỡi đen của nó nhiều lên. Mình để ý như như con sẹo là thế đâu. À, kình chưa. Go. Sủa này này, sủa chơi. Sủa chơi đấy. Sủa lên tivi. Sủa vì lên tivi. Gái đại ca đấy. Lớn lên là mặt đẹp đấy. Đây, quay gần đây sủa đi. Thể hiện đi. Thể hiện đi. Thể hiện nào, máy quay vẫn đang chĩa về phía em, thể hiện đi. Wow, wow. Ok. Rồi rồi rồi, quay chỗ nào tí ba con cọc. Ok.